Rồi, Vinh chào cả nhà nha. Hôm nay ba anh em Vinh ở nhà nha cả nhà. Hôm nay thì Vinh sẽ làm ba cái giò heo nha. Hôm nay thì Vinh sẽ làm cái món mà giò heo nấu sa tế. Ba cái giò heo này anh em Vinh sẽ đi thui nó và nấu làm cái món mà giò heo nấu sa tế nha. Cái này thì anh em Vinh chuẩn bị hồi sáng rồi cả nhà, nhưng mà sáng ở nhà anh em Vinh cũng như thay đổi cảnh quan, cả nhà thấy vòng vòng anh em Vinh không? Bữa nay thì anh em Vinh đem hết mấy cái rau sống rau thơm á, đem xuống cái chỗ mà mới trồng ở dưới hết trơn cả nhà. Chỗ này là Vinh quyết định là trồng hết bậc hà vòng đây luôn, mốt cho nó lớn lên ha, cái nó sẽ trẻ ra nó xanh xanh, biết là nó sẽ trẻ ngoài. Anh em Vinh sẽ làm cái cây mà đỡ cái giá đỡ lên cho toàn bộ chỗ này ngồi ăn là nó xanh hết tươi hết nha. Cái này thì anh em Vinh chuẩn bị hồi sáng rồi, nhưng mà quyết định là làm xong mọi chuyện á cũng như nghỉ ngơi chiều mình nấu mình thưởng thức món ăn cho nó ngon. Còn bây giờ thì mấy anh em Vinh sẽ đem đi thui ba cái giò này nha. Chơi nữa cục thôi. Chơi nữa cục hả? Hai thiếu một chơi nữa ha. Đây. Mình có gần đi ra trước, mình gần cái dĩ với cái ấy gà sẵn mình để mình sắp lên đó mình đốt cho nó đã. Có gì nó mới hông từ dưới lên trên. Đúng rồi. Con dở bò dở bụng dở lên chúng ta để gom dưới luôn. Hay luôn á. Làm thiệt cái đâu dở bộ đâu hơi gà béo. Có làm thiệt cũng được chứ. Nay nay được không gom mày. Nay lại Lý, được nghe được mùi khói năm xưa hả? Nghe xưa hả? Rồi đốt lên lửa con. Thôi con cho cái thao với cái gỗ vô điển thì cháy à. Nó cái thao cái gỗ à. Ừ. Hồi xưa chuyên gia luôn, mỗi lần mà đi đốt gom á, hay là thấy ai đốt gom á, đứng ở dưới hửi khói. Ồ, tôi đang bay lên trời đây, tôi đang đứng tin... Tôi đang đứng tin mây đây. Còn tí về mẹ chửi luôn. Hồi khói thấy bà hả? Cái cảnh này chắc cái cảnh thúc gom bà vừa này chắc cái nhà nhớ quê lắm á, nhớ Việt Nam lắm á. Sao quá trời luôn chứ. Gom này người ta quấn thành cây cục quá mọi người, cái nó quấn thành lớp nó chắc lắm. Dạ. Còn công cuốn mình 7-8 cục hay gì mà phải không? Bé biết đâu không ta? Ừ. Vàng ươm luôn hả? Nó đẹp ghê hen. Cái màu mà của cái gơm nó đẹp ghê mọi người. Đúng nữa. Đúng hết cục gơm luôn rồi vô. Giờ đâu có nè hôm nay. Bụi gơm không à. Đúng rồi, hay quá. Đẹp quá. Đó, tới này ngon nè. Cái vừa hồi nãy giờ Vinh ấy trong vòng bữa nhà béo vừa này cái nhà mấy vừa này vừa sống nè đậm luôn, nhưng mà mấy cái vừa này lỡ mình ấy là béo kêu là phải có cái mới được nha. Hai có cái là tăng ăn đó chú Vinh, còn ấy không có cái nữa tăng ăn nó chú lẹ luôn á. Cái mà cái đẹp đó nha, chứ không phải cái lỗ lỗ nha, chứ phải cái mà nó xấu mắt nha. Ôi, nước dừa xiêm này thì nó ngọt hơi hầm thì bá chém một chét. Ta nói bá chém một chét nghe dễ thương không? Em cũng mình thêm mấy chữ cuối nữa. Làm xấu quá à. Ờ, muốn tiêu bay quá trời luôn. Hai cục. Đấy, coi chừng dít văng rớt như vậy hả? Ba cục. Rồi. Trái thui là ngon rồi đó. Giờ đem vô chà. Nó này chà nữa hả? Nên thui à? Từ nãy hè nè bên ngồi kề cạo da cái nha, có một cái có mấy cái nó hơi đen, có mấy cái thì nó rất là đẹp luôn nè, mọi người coi nè. Nhưng mà về nè vàng về đẹp rồi. Quá đẹp luôn á nè, cái này là quá đẹp luôn nè. Cứ cái chân này nó đưa lên quá vô lửa quá hay gì á, nó tóc da tơ rồi. Mấy cái này thì nó đẹp hết lần luôn nè, đẹp hết lần luôn á, vàng tươi luôn đó. Giờ về hôm nay mình sẽ chặt cái gai tước nha, không phải cảnh chặt nữa đâu. Đây nguyên hũ sa tế bự luôn, mua để dành luôn cái nhà ăn cho nó đã. Sa tế này sa tế siêu cay nha. Đây để Vinh cắt một ít mấy gia vị xong đi rồi Vinh ướp. Mấy cái món này thì chỉ có còn đậu phộng nữa nha cả nhà. Đậu phộng chút xíu của mình gan cho Vinh nha. Chứ gan không con? Chúng ta thầy tôi gan luôn á. Gan tí đen hù. Cắt con cải đỏ ra với đậu phộng gan nữa. Nó cho vô. Nè, con cải đỏ. Bây giờ thì Vinh sẽ ướp cái giò heo nha cái nha. Ê, tươi không? Giò heo này là ăn cục người cầm cục khỏe. Người kia ăn có ăn cục hả? Nhiều cầm nhiều lần. Đấy, cho bên cho vô nha. Cái này là xả.
Dạ, ớt với tỏi, Vinh cho phần nổi đây, cho phần nổi đây chút xíu nữa Vinh phi cho vàng. Ngọt nè. Thêm miếng nữa đi. Hôm bữa nấu cái món mày dê của anh cả chỉ là thành công lắm á. Bữa nay chuyển qua trò heo nha mọi người. Món này món gục của anh cả chỉ anh em Vinh nè. Đường chừng hơn nửa muỗng thôi. Đây, anh em Vinh nấu một nước dừa nữa. Bây giờ sao đây? Muốn ăn sao? Ăn cay cay chứ. Cay cay xíu mà. Sẽ có màu điều ra cái giò cho nó có màu luôn ha. Đây nè. Hai muỗng. Đây miếng giò vô nha. Còn thấy màu chưa đẹp thì mọi người cho thêm màu điều vô nha. Màu của sa tế á. Màu điều sa tế. Nghe hấp dẫn chưa? Thấm điều, thấm điều. Cả tỏi ớt. Hay xài cho thấm gia vị vô ha. Quá đã luôn. Bây giờ anh em bên sẽ để cho nó thấm nha cái nhà chút xíu nữa. Đưa nó ra bếp ra. Cái này chắc như mình ghiêu sụp tối quá. Món này thì anh em Bin sẽ ăn với bánh mì nha mọi người. Hay là chén mưa ớt cho hoành tán nữa. Xong rồi giờ xài cho nó chen cho nó thơm lên mới được. Nay giờ mà cầm cùng dụng hai chấm với mưa ớt cái lén mì chấm vô mà. Chứ giờ Bin xào xong á mọi người, cái bắt đầu Bin sẽ chế cái còn dầu á, Bin sẽ chế ra bớt cho nó đỡ ngán. Thời chấm cái nước nó mới đã. Nồi một chục tới vừa chim luôn. Vừa chim mà vừa chim sống nhất á. Vừa dẹt. Dẹt thì dẹt bỏ luôn chứ không còn là dẹt là để bán được luôn. Thơm. Đây, okay, có cái thào của anh em Vinh này cả nha. Quá trời luôn à. Ba cái giụm nha. Hay làm mày mũi. Mày mũi. Cô Minh con vét cái thao nó vượng đổi ra giùm chú Vinh đi cô Minh. Sao chú Biên cái nồi nhắc bếp chứ. Đó, cho nó săn lên, thấm gia vị luôn nha mọi người. Nằm lên. Cái này không hổng rồi. Cái nồi mình hơi nhỏ nên làm cho dễ á. Để hai cốc coi. Cho nó thấm vô nữa mới ngon. Rồi cái mùi sa tế quá trời rồi. Có khi nào nấu quá ăn hơi cay quá ăn không được không ta? Mình ăn cay dữ lắm. Hết nước dừa luôn. Khiếp không? Khiếp không hay? Khiếp, ngon lành. Chưa, để hai chưa bậy ra. Bậy ra nằm xuống à. Hấp dẫn không cả nhà, coi cái nồi của anh em Vinh hấp dẫn không mọi người. Đẹp lắm à. Cái món chính của Vinh đã xong nha, giờ hai anh em ngồi chuẩn bị hai cái món phụ. Thì con nghe tài phẩm biết nha, mốt ở đây là nó xanh lên, đứng ở đây quay cái nhà, không thấy cái nhà luôn, không thấy mấy anh em Vinh luôn á. Mình bắt cái hang lên nè. Bắt cái hang lên hả? Vậy là mốt mình phải làm cái hang nữa hả? Rồi. Mình tên mình quay chụp xuống. Mình canh mình dẹt dẹt lá kìa mình quay. Nó nổ. Chén đậu phộng cũng nổ nữa hả? Nó nổ cái bông luôn á. Lá vậy. Cái này em đâm tới ớt mà dằn lần của mình cho nó nóng thay luôn mà. Nói của mình nó dằn giòn. Nè cái này coi nè, ở ngoài đây nhìn vô nó rất là xanh luôn á. Mốt mà nó lớn ra nè, nó thẳng ra nhìn chắc nó đẹp lắm á. Nè mọi người. Giờ thì có cái lớn cái nhỏ nha. Còn bên đây là cái vườn rau của anh em bên nè, bên hạ ở đây xuống đây hết. Rau găm. Cái gì? Cái rau gì nè? Cũng mới tiêu rồi. Cũng lỗi. Rồi gai nè. Mấy cái rau thơm ăn canh chua nữa. Thì gai đang ngoài đây á, cái phấn này thì nó nắng nhiều hơn rồi. Bên nghĩ sau này chắc nó đẹp hơn. Ở bên kia thì nó cứ lúc nắng, nó lúc không. Mình đây đi hay ổn mình. Chuyện lớn mà mọi người. Ơi, bên nhà cũng có cốc đó chứ Hà ơi. Có cốc hả? Bên nhà có cốc. Thôi cốc cứng quá. Cốc cứng quá không ngon. Mỗi mình cũng dâm mấy cây cốc rồi. Chặn lại cốc. Chặn lại cốc. Đúng rồi, đúng rồi. Trời, trên đây gà tái luôn rồi. Chuyện nào mà đâu không ăn hồ lùi này cũng nghe ngon rồi đó. Nó chơi Bình hay khó quá, Bình hay dở cho Bình hầm cả nha mọi người.
Chẳng hạn mình hâm hâm thường thường xuyên hay là nhiều khi mình đốt rồi á, nhiều khi nó mau mềm cũng chừng á. Nó mau mềm thì nó sẽ mềm quá không ngon phải không? Đúng. Mình canh sao vừa mềm mà ngon. Ok. Hâm thường thường xíu. Nó không ăn cốc giáo thôi. Ồ, khỏi bay lên quá. Để làm tiếp. Hồn quá. Không chặt hơn nữa. Ôi. Ồ, cảm giác cái da nó giòn ghê ha. Nó không có nhão quá không? Mà không. Mềm chưa béo? Còn. Chưa mềm dữ. Chưa mềm dữ. Thôi bây giờ anh em mình sẽ cho đậu phộng luôn nha mọi người. Mình nấu đậu phộng hơi nhiều xíu á cho nó bùi bùi lên cho nó ngon. Thân nửa đó luôn đi béo. Đậu phộng gan trước nha mọi người. Ok, đúng em. Rồi vô, trộn lên. Trộn lên, dán này. Ăn đậu phộng luôn. Nhìn nó ăn đậu phộng luôn rồi. Ngon con. Ăn ngon thì không béo béo. Hàm một xíu cho đậu phộng nó bùi cho nó ngon đó mọi người. Rồi. Đâu đợi nữa. Đây nữa, để cho nó mềm nữa, nó gần tới xíu nữa mình cho cà nót vô. Cà gót vô. Cái gân nó nở. Hầu. Hầu. Rồi, cái nào lên đẹp quá mọi người. Thôi cùng anh chơi cái đỡ xuống đi con. Rồi con kìa. Ê, cái này hào lấy kìa. Ê, nó hào vô. Kiếm á. Thử gia vị á. Sống hào á. Ngon hàng. Không có gì chua có ga nhiều quá. Hay chưa hết được. Chưa hết được. Dạ anh em bên sẽ đem kêu cho nó mềm. Cái củ cải nữa là anh em bên sẽ lấy ra được cái nha cái nè. Ngon thầy vui. Ngon quá anh cả ơi. Ờ nó giòn. Nó hào chua. Đừng vậy nó mạnh quá. Nó mềm lắm rồi. Chợ đi nó bể sống á. Rồi. Đợi chút xíu ngay cái này nó chính là lắm à. Giống vậy, giống chén đũa đi mình ơi. Làm đậu phộng cũng thơm nữa ha ơi. Có cái mùi đậu phộng, có đậu phộng vô nó lên cái mùi khác liền. Ngon ha ơi. Sợ sợ lên rồi. Nào hồi nãy hay bóc miếng là giòn rồi, giờ mình canh cái củ cải đỏ nó trắng rồi, nó mềm là được hả. Rồi, cho anh vô. Đây. Mềm quá. Hay tắt lửa. Cho nó ra mọi người. Rồi, nè. Người ba cục. Bánh mì, rau, muối ớt, đồ ra chén hết tên rồi đó. Nấu từ hồi chiều mà chơi tới mà tối luôn á. Không quá. Hết đại đi con, hơi ngán cái pin với càng. Gần hết á. Hết mùa luôn hả? Hết tí ăn không nổi á. Múc thịt để dưới sau đó múc cái kia để lên ha. Sao anh khá anh? Em nấu chuyên nghiệp chưa? Rồi đó. Đây là đặc trưng cái nước nè, nước này thì cháo bánh mì thì tuyệt vời luôn. Nó sạch sạch lên nè. Cái giấm. Quá trời luôn. Y chang như cái gì? Món ấy vậy đó. Món giả heo vậy. Món giả heo. Hình kho tàu. Một cục nữa. Chắc mình thì cái núi luôn. Em mà thịt kho tàu mà bỏ cà gót. Có thấy cục hình nhìn như vậy. Kho tàu. Có đậu phộng nữa hả? À. Kho tàu có đậu phộng với cà gót nữa kỳ béo. Có à, vậy. Kho này chắc kho gì á. Này chắc kho Việt Nam chứ à. Hấp dẫn quá. Rồi kìa đi bếp đừng lên tên nhiều quá. Ok. Thôi che hết thịt heo của tôi ạ. Hấp dẫn quá. Này con gầm nha. Để con nghiêng qua đây chế nó múc vô nha. Rồi, quá hấp dẫn luôn rồi đây. Rồi cái đó múc cái chén đi cô bếp ơi. Ok. Đó múc cái chén cho bánh mì. Lên bè. Rồi. Thì không nhận mà trui lên cái nhìn cái da nó vàng nó hấp dẫn thì chứ không cần màu đều luôn á. Có chí mùi màu của sa tế. Thôi ba anh em Vinh mời cả nhà ăn giò heo nấu sa tế cùng ba anh em Vinh nha. Nếu mà cả nhà. Có mời cả nhà. Rồi, cả nhà nha. Mời anh cả nha. Món này là anh cả chỉ anh em Vinh nè. À. Mà hồi trước nấu đầu dê, bữa nay nấu giò heo. Này nấu giò heo. Giò heo trui. Này nó tiên tiến hơn chút đúng không? Nay mình kết hợp món khác. Ở cục này hơi to à. Không có cục nào nhỏ hết trơn. Cầm luôn à. Cầm chứ cái đi tính gì tính hả béo. Nóng không? Thấy hơi nóng rồi đó. Bừng cái chén mớt lên chấm một cái. Mềm ăn. Ngon lành. Tới của mình. Tới của mình này nha. Da giòn quá hay ơi. Mỏ bùi nữa. Công nhận nó thơm mùi gom.
Thơm gom quá thôi. Cái mùi này lạ quá cái nha. Cái mùi gom gom rồi, cái mùi gì ta? Thơm thơm gom. Thơm. Thơm. Cắn cái nhẹ nhàng quá ha. Giòn không? Giòn không? Giòn. Da giòn giòn. Nó có bị nhão. Mà nóng. Nóng. Mới múc ra mà cái nha. Mới ra mà nó hơi nóng. Cái phần của em lấy túng cái phần gần quá. Lấy đũa chọt vô mới được. Nóng quá. Bên chưa hưởng thức được cái nhà ơi, nóng quá. Ôi. Đừng có kéo quá con, kéo quá sạch á. Nhiều lắm. Ba cái giò heo bên cái nhà. Nè, hấp dẫn chưa? Hay kéo lên vậy nè cho nó xa cái nước á, hay cho nguội hay tò ăn cho nó dễ. Cái món này chắc dính lỗ mũi quá. Béo lại dính lỗ mũi, thằng Bình quay lên cho dính lỗ mũi cả nhà xem. Không quá. Thôi, cái này để hay quay hay tò ăn đi. Chứ hai em ăn đâu. Nấu xong rồi là hai anh em ăn là ai vui rồi. Chấm nè. Đúng rồi. Nên không có bự quá cầm cũng được. Nó nóng nữa. Nóng nữa. Vậy ăn bánh mì thôi à. Rồi hết rồi. Em gỡ ra từng miếng thịt luôn. Bịt mới tắt máy chạy ly lấy giấy cho hai anh em kìa nha. Làm lại. làm lại. Cho đẹp miệng lại ha. Làm lại. Ngại quá em xong cục rồi đó. Ủa. Sao cảm giác nó ngán không bé bé bé. Nấu cho mọi người nghe. Cái này cái da rất là giòn. Ừ. Mà nó vàng vàng mà nó thơm thơm nữa. Nó thơm mùi gì mình? Thơm mùi gom quá hả? Mùi gom cháy. Có mùi giống như mùi khói khói vậy. Chiếc lợi cái này thấy nè, Bin đi lấy giấy rồi Bin cắt ra hai ba cục cho Bin chứ đâu thể nào mà bỏ qua được, đâu thể nào mà dậm miệng hai anh em mới được. Đánh vô đồng tới bây giờ em chấm bánh chấm bánh mì có đậu phộng nha. Nóng không chú Bin? Nóng. Nghe cái mùi thơm mà mùi thơm của gom cháy của thui á, nó thơm thơm nó có mùi cũng như mùi khói khói khét khét rồi cả nhà. Cái nước ngọt ha, nước ngọt mà ha, nó ngọt mà có đậu phộng, nó cảm giác nó cái đậu phộng làm nấu chất thơm gì á. Nó bùi bùi nữa. Béo béo bùi bùi nữa. Nặng hơi húp nhẹ nhẹ nha mình. Chặt nghe con, chặt. Hồi nãy chú Bin nghe con kéo chẹt chẹt là gọi rồi. Con kéo chẹt chẹt mà nó cái miếng thịt nó không ra. Cái này giống cái món gì ta muốn tìm, món gì á béo. Dạ. Nhìn cái màu nó giống hen. Dịch tìm luôn hay gì đó mọi người. Lagu. Đúng rồi, lagu. Hợp lý á béo. Cái nước cũng ngọt. Nhà là 4-5 tới giờ là mở mấy đường. Chúng là vừa của béo nha cả nhà. Trời ơi, cục to quá. Cục nào cũng to béo. Nhà có mấy miếng này là hay trẻ. Đúng quá. Đậu nguyên cục luôn. Ăn miếng gà chưa cho nó chua chua. Ngậy vô trong chén cái đầu hết chấm được rồi. Ngậy như cháu gấp 3 cục luôn mà ta. Gấp 3 cục. Này cái này con miếng da này nó rất là trong luôn. Rồi đâu muốn tiêu rồi. Nè nó trong nè, nó giòn chứ nó không có nhão nhão giống như mình chưa trui nha. Chưa trui thì mình nấu nó mềm nó sẽ bị nhão. Cũng vậy rồi sao? Ăn sao đây? Con chấm bánh mì. Cái nước ngọt lắm của mình. Con vậy nè. Dễ hơn nãy rồi hen. Chấm vô đổ vô mớ cái nút nữa. Mình nói cay nha cả nhà. Nó hơi cay nhưng nó không có đến nỗi mà cay xé. Nó vừa cay nè. Thằng giùm này cái da với cái gân nhiều. Còn hai chén, còn ba chén nữa thôi. Chú Khang cũng y ăn nè. Chú Bình mới lấy cho hai anh em cái chén để ra. Cho nó dễ nha. Con cầm được cục xương rồi nha. Con cầm được cục xương trước dễ nè. Đây còn có thế rồi phải không? Cái này cấm cái gót luôn nó mới ngon. Chấm nè. Cá cục xương. Cô Minh hồi nãy nó lấy lộn cái cục mà hai nhấp mấy miếng da rồi. Dạ. Nên không có gì đâu, tao lụm phải không? Đó đó. Nãy chú Bình lấy một cục nhấp ra quay xét cho cả nhà xem á. Nên còn bị lấy nhầm cái cục mà xương nhiều giá hết rồi. Nó không nóng. Cái phần này ăn cái da ngon. Cái mỡ nó có ngán không? Không ngán rồi.
Ừ. Cái đầu bị, nó không có lầy ra. À. Ra đổ mỡ còn có giấy như cái này. Sao nó nóng nóng quá. Cái hàng này mang tới thèm được chứ. Mấy bữa gầy lặn lội nên nay ở nhà hay chơi tẩm bổ trong bữa. Nếu không mà cái này nhà anh Cường á. Cường, cái món này của anh Cường á. Cái món này dính mỡ quá, dính mèo quá. Dính mũi quá. Cái này cái màu điều á, màu điều nó dính dữ dằn lắm. Tay chân này mà không có khăn giấy là thua. Không có đường nào mà đỡ nổi hết trơn á. Dính màu điều mà dính tơn tay luôn. Con đang trời bóng cục xương luôn rồi mọi người ơi. Cô Minh cả bóng cục xương luôn á. Hình như hết rồi. Hết rồi cho nó xuống dĩa chứ cục khác. Mình chùi miệng mình mới ăn lại. Ừ, cái này nhìn hấp dẫn không? Cái này của cây đỏ. Nó cười gì vậy? Chú Bình hiện tại chưa dứt được rồi. Chưa ăn được mà cười với quê bên ngoài luôn đó nha. Ngày chiều nấu món rồi 3 giờ anh em chuẩn bị bên đâu có ăn gì đâu. Cái bụng muốn chết vậy. Mà con cà khẽ nữa. Để con bắt con làm lại nè. Đâu làm lại cái nữa rồi. Làm lại cái bên vậy cái nữa rồi. Cái này ngủ này chú Yên ơi. Không được mấy phần này con nhiều thiệt. Cái giống như dạng là nó muốn như nó không có thịt á. À, anh em bên lấy từ cái bắp giò lại xuống á mọi người. Nên nó không có thịt. Chạm mấy đụng mấy vô. Đó cái cục này ngon nè. Ở cái cục này cục gì chú ha? À, cái móng á con. Cái móng chú Biên trẻ làm đôi à. Còn hưởng móng có sữa của chú ha. Đúng rồi. Cũng nguyên cái cơm giò này ăn cái sữa. Làm cái rồi thấy hai anh em chạp rồi không lẽ. Cái gì á, lại chảy cái miếng luôn hả? Miếng này sạc rồi. Miếng này sạc. Sạc luôn. Tới lượt Biên ăn dễ hơn hai thầy tọ rồi. Biết sao không? Nó nguội rồi. Nguội rồi. Nó nguội rồi, tới hai thầy tọ mới bút xương nó hơi nóng. Nhưng mà đặc biệt cái giò heo mấy cái món này á, mình ăn nóng nóng á. Mình ăn nóng nóng có còn con ngát. Công nhận chấm cái nước mà có đậu phộng nó đã thiệt chứ. Ăn vô nó bùi mà nó thơm. Hơi ấm rau dính răng không có ra nha. Cái củ cải nó mềm mềm, nó bùi bùi ngon ha. Nó vừa. Cạp nó mang cái gì đó, móng. Chú Biên không cần chấm. Chú Biên cạp với chú Biên gấp nữa. Chấm vô mới cầu con húp 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 với con sạch sạch. Hơi có kinh nghiệm. Nó bóng mềm. Kẹo luôn á. Thấy hả? Gạo với khớp ra dễ dàng không? Nè có đếm mấy bóng không? 36. Thôi lòng 32 là 6. Ghẹo con Minh á. Ý là em ghẹo con Minh á. Rồi, heo con giống. Ý là nó bao nhiêu móng ấy á hả? Tôi mới hỏi hai chặt ra được bao nhiêu cái móng. Mới hai ghẹo ngoài. Mình dở lên hồn heo 5 móng không ăn á. Ghẹo vụn heo 5 móng rồi. Mới đầu á, Biên tính là làm nguyên cái luôn á. Ngưỡng có cạp luôn. Người một cái cạp nhưng mà Biên sợ là mình thường ăn á thì mình ăn nhiều quá nó sẽ mất ngon. Ăn vừa phải thôi. Chứ là nhiều khi mình ăn không hết á. Ăn hết thì rằng cái cụ thịt của mình rất là xấu luôn. Nên Biên mới chặt ra chứ lúc đầu Biên để nguyên cái giò luôn, ăn một giò luôn á. Thế mai mốt đi có dịp nào mà hay làm mà nhiều hay nói hai anh em đừng ăn chán mà nghỉ ăn cơm tươi luôn. Tới chịu luôn. Không, mình làm bốn cái đi chứ Biên cho nó chặn chứ Biên. Còn hết cái rồi. Còn để con với hai cái cho. Còn hai với cái giò tưới rồi. Thịt không á. Chứ Biên nói chưa chắc gì con ăn hết một cái đâu.
nếu nó làm như vậy đó, sẽ phí thức ăn của mình. Bên không muốn như vậy. Rồi chặt cái đi. Mà thiệt cái nước chấm bánh mì ngon thiệt. Nãy ăn cái móng rồi, giờ không ăn cái móng nữa đâu. Ăn cái cơm đi. Đây, cái cơm này thế nào cũng còn sót lại một ít thịt rồi. Bánh mì, bánh mì. Tôi hay làm hết ổ bánh mì rồi đó mình. Ủa này của bé chứ gửi con. Này có con. Trời ơi, hai cũng làm hết ổ bánh mì chứ đâu có thua bé đâu. Nãy thay cầm vậy cũng làm hết cái bánh mì luôn á. Thì con nãy giờ con ăn thịt rồi. Có mấy cậu ơi? Dạ. Có mấy cậu ơi? Dính dằn ta. Ngày cũng còn thứ ba rồi đó. Con à, cậu ơi. Chú bê mới 2 chục rưỡi à. Dạ, hai cậu với chú bên đốc rồi. Dạ, con cũng 2 chục rưỡi, chú bên 2 chục rưỡi. Cái này là phải muối ớt canh thôi, nó chua 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 chua. Nó chua chua mặn mặn gặm rồi. Mà phần ngay phần móng mềm ha. Còn hút tên thì nó giòn. Nó mềm hơn cái hút này nhiều. Hay là do nó nghe móng rồi mình hôi tới rồi. Không. Hay nghĩ là mình do mình nấu á. Nấu cái da của mấy bộ phận nó khác nhau á. Nó mềm hơn. Chú Biên phải dịch từ từ chứ dễ không ăn. Cái da nó giòn quá, cái yếu gà bắn một cái bọc, cái con né không kịp quá. Dằn của tới em luôn. Cái phần móng nó nhiều hơn cái phần này nữa. Thôi, cái cầm cẳng của nó xương không à. Thơm mùi trái trái. Rồi cũng kiếm cái mùi gom trái cũng khó lắm nha, mà không dễ rồi. Con heo này con nghĩ chắc nó ở ngoài đồng ấy ha. Nó quay nào vậy chứ trái mình bắt nó mới thơm nha. Bây giờ mấy anh chị mà ở thành thị hoặc là ở đúng là nhiều khi ở đây luôn nữa cũng không kiếm được ra cục gom á, tại vì nhà béo còn nuôi bò cái nha, còn mua hang bò nên có mua gom về dặm thêm cho nó á, không có gom á. Còn bây giờ là mấy anh chị về dùng cái bình khè không à. Nó có bình kèo lúc trước anh em mình có xài á. Dạ. Kèo đó thôi à. Không nhận cái miệng dữ thiệt chứ. Nè, nào có xài cũng dính giấy hả. Mẹ dính gì mình. Mẹ chưa dính vậy á. Mẹ chứ anh có dính gì. Ông mẹ có dính nhậm chứ à. Không. Tại dính là dính giấy á. Mẹ còn dính mồi. Mẹ dính mồi. Ăn này dính tay quá. Theo bên mà cảm nhận nha, cái món này với món bò kho thì món này thấy nó dễ ăn, nó giòn hay là tại mình nấu nó vừa. Đậm đà đấy. Ví dụ như giờ mình bán một chén vậy 30 ngàn với một cục dụm vậy, bé thấy được không? Được, mà chắc ít người ăn, dính tay dính miệng quá. Dính ăn giấy. Nãy một cục nay chặt cái được 1, 2, 3 nhân 5 cục. 6 cục chứ, 6 cục. 6 cục mà nhân cho 3 là 18 cục. Cục 300 ngàn à, 300, 8, 4 là 500, 60 ngàn. 3 cho heo 200 ngàn à. Ngấu này kia ra nữa. Lỗ tiền phục vụ quá. Vậy các bạn chặt nhỏ hơn chút. Chạy dính còn sướng ngay. Ngồi. Kim ra dặn luôn hả chú Yên. Nó chứ nếu mình bán đâu cắt lại gì đâu. Nè, hồi nãy nhớ gỗ gạn ngắp ra 3 cục nè. Đây còn cục nữa chú Yên. Cũng xương á. Trịnh Vũ, cũng xương. Con nghĩ hình như cục thịt đó. Đúng. Thôi con hỏi cứng cứng là không cắn đâu. Cắn mẻ dặn. Mà cái này mình thui mà mình cái dạng mà mình treo lên mình thui mới mốt mình rút kinh nghiệm ha. Mình treo lên mình thui mình canh vòng cho nó vàng đều đó. Cái này cũng đỡ heo gom nữa. Mẹ chú cháu mình chặt nó mau rồi. nó mau vàng hơn nữa. Cái cậu cái cây lên ha, cái bắt đầu mình treo nó lên. Hai cục rưỡi. Không hơn nữa được. Đang ngon.
nhiều cay không con? Con ngắm cay con thấy cay không? Cay. Cay cay. Em cũng thấy cay luôn. Cay cay mà cái dạng mà cay ấm 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 bé. Ấm rồi. Cái tay em lau cái cục giấy kia giờ nó dính luôn luôn rồi, giờ không có lấy ra được. Không có lấy cục giấy ra được đúng không hả? Ừ, dính nè. Tay bốc nhiều quá. Thôi ba anh em mình tạm biệt cái nha. Bye bye cả nhà. Cỏ dính miệng nó vậy.